Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một video tiếp theo của cao thủ Thúy Yên BK10. Ở giai đoạn vừa rồi đánh tăng trưởng môn thì Thúy Yên này đánh hướng đao nha mọi người. Nói chung Thúy Yên này có đến hai cây vũ khí này mà, một đao một chưởng. Sói sói đứng lại, đứng lại, chạy đâu ấy. Và ở lần này thì đang mang một cái đao lên tiệc sông đao, tốc độ đánh 20, tốc độ đánh 20 và binh sắc nội 150 đó. Cái đao này ép lên thì cái đao này tốn chắc gần hơn 1 triệu này mà, hơn 1 triệu cái đao này. Sử cho mình một set Newton 40. Áo Newton cái này con vốn có một cấp. Một ngọc bội 25 Newton cực phẩm và áo cực phẩm anh em. Mắt ộp hoàn toàn, một set có thể nói là mắt ộp cực phẩm. Set Newton này với hiện tại bây giờ thì khoảng tầm hơn gần 2 triệu đỡ sở hữu set cực phẩm này. Thì nghĩ là hơn 2 triệu. Sử cho mình một cái nón có thể nói là một cái nón liên đấu luôn, 25-40. Nón này thì mua vĩnh viễn là 10 triệu nha năm. 10 triệu điểm liên đấu, 150k điểm liên đấu nha năm. Một tay kháng lôi 30, một cái nhẫn kháng lôi 27, một đai lưng kháng lôi 30, một đôi giày kháng băng và một cái ấn kháng lôi. Lượng kháng lôi khá nhiều, kèm với một cái kháng cảnh 5. Kháng cảnh 5 từ mặt trang sức và ngọc, trang sức và mặt nạ. Một người kháng cấp 7, một người này trị giá ở server cũng hơn 9 triệu rưỡi 10 triệu gì đó nha năm. Nói chung là tổng set đồ này cũng tương đương cả ngựa thì tính sơ sơ thì cũng tầm 15 triệu này mà. Thúy Yên thì một trong những môn phái cũng rẻ tiền, không qua mắt em ơi. 15 triệu kèm cái nón nữa là hơn 25 triệu đó năm. Nón này 10 triệu, người này 10 triệu đây. Ấn này khoảng 2 triệu thì 22 rồi. Nói chung là tương đương ạc này hơn 25 triệu vì ông đồng này mà. Chưa tính cái xác nha mọi người, đây chỉ mới tính đồ nha nè. Nói chung là xét đồ này cũng kháng lôi cũng khá đẹp rồi. Kèm một ấn kháng cả này nọ nữa cũng quá đẹp nè mà. Kèm với viên phong nữa khá ok. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của BK10 Thúy Yên Tân Trưởng Môn. Và đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ chơi, cũng như là ủng hộ BK10 cũng như là văn phòng một like chia sẻ ủng hộ chơi nha nè. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một cao thủ tiếp theo, đó là cao thủ Cung Long.